Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Giấc này mình đang chuẩn bị đi lên sông treo bè vớt cá bạn ơi. Tới nước vớt cá nữa rồi. Nước giấc này cũng gần lớn rồi, nay hơi trễ nước rồi. Nay mình chạy xuống ở đầu tuốt dưới treo bến mới nha bạn. Bắt đầu từ chỗ bến phà mình vớt chạy xuống. Vớt chắc khoảng tầm hai mấy bè vậy. Treo xuống khúc dưới thử coi. Thấy nước rồi vớt cái đầu dưới đó thấy cá nó trúng quá. Nên nay đổ bến mới coi sao. Giờ để mình tranh thủ mình lên sông mình cột bè rồi à. Đợi xíu nữa về cái rước cameraman theo rồi quay phim là mời bạn cùng mình vớt cá luôn nha. Giờ tranh thủ mới được chứ để hồi trễ nước uổng lắm. Nước này sững lớn rồi. Đây. Hành trình vớt cá mà Vinh xin được phép bắt đầu. Giấc này hơi trễ nước nên chạy xịt khó đầu luôn bạn ơi. Rồi thôi chào bạn nha, mình đi đây, mở bạn nhà nha. Chút nữa mình về mình rước. Bye bye. Còn quên gì ta. Giác này mình cũng mới đi treo bè về xong bạn ơi. Giờ là công đoạn giá vợt. Có cây ghim dây vô sẵn lại cái kéo à. Giá mấy lỗ gách chứ rồi vớt á. Bị mình đi vớt về là mình bỏ mà rồi tới chừng nào vớt nữa mình mới giá không có về giá liền. Thấy vậy chứ gách nhiều lắm. Gách mặt hay mặt mặt hay mặt nhiều lắm. Lưới này gách mặt lần cá chừng 4 ngón tay 300 gram đã chui ra lọt rồi. Tại lưới này lỗ bự lắm, lỗ này như 5 phân. 5 phân 5 phân rưỡi như lỗ này gách nè. Gách chỉ có mặt lưới nhưng mà lỗ chà bá nè. Ở này là cá 4 ngón tay chưa ngàn lọt luôn. Này vẫn là chiến cây vợt siêu to các bạn. Mùa này đổ lên thì vớt cây vợt bự bắt cá nó mới sướng. Chứ vợt nhỏ bắt hết sướng rồi. Tại tháng này cá nó cũng đầu về nhiều rồi với lại có cá bự đó. Bắt cây vợt bự này nó tịch hơn. Vợt chiến đấu của mình đó. Cây kia chỉ là cây vợt phụ thôi. Trời bữa nay thì hơi gió à nghe. Gió dữ luôn chứ hơi gió gì. Hù hù luôn á. Nhưng mà được cái bữa nay mình treo bến mới nên nó cũng phất gió nó cũng đỡ. Bị níu gió hướng bên kia mình treo bến đây nó đỡ hơn. Tại mình có ai di chuyển qua lại được mà. Xong giờ cũng ít ai vớt cá nên mình chiến được nhiều bến đó. Nước giăng này cũng lớn nhiều rồi. Để mình tranh thủ giá vợt xong lên sông chiến bạn ơi. Đợi nước lớn chảy mạnh vô nước nó hơi đục đục rồi vớt mới ngon. Nước còn trong quá. Bến mới thì cũng hồi hộp lắm chứ không phải chơi đâu. Cái gì mới là hồi hộp à. Nhắc này mời bạn ăn với mình tô cơm nha. Lấy sức đặng đêm nay chiến đấu. Sáng giờ lây quay giấc này mới đựng cơm. Cơm là hủ tiếu xào tàu hủ với lại cá chim nướng. Cá chim này bắt với hầm lên á, bự lắm. Ký mấy 2 kg vậy lắm. Sáng bắt lên con ốp muối ớt nướng ăn chơi. Thịt chứ lắm thịt luôn á. Da hơi khét nhưng mà ngon. Rồi mời bạn cơm mình nha. Cơm xong lên đường chiến. Đây có trắng miệng nữa nè, chôm chôm. Này cái ai mới cho quá. Chôm ngon lắm, mới hái luôn, tươi gối. Bữa nay mình treo bến mới nên bỏ bến đầu voi này nha các bạn. Đây, phía sau lưng cameraman kim luôn chạy máy. Mặt chạy máy mà đang ngủ và chỉ còn xe ke. Chào bạn. Nhảy xong tắm đi cho tỉnh ngủ. Đang ngủ mình kêu vậy còn xe ke. Ai. Tới nước phải kêu vậy chứ mới được chứ. Để qua nước uổng lắm. Bữa nay mình không có treo bè mà thì nó cũ nó đứt hết trơn rồi. Đợi nước kém sao mình ra. Khúc trên này bữa nay gió quá mình treo cũng khó vớt lắm. Trốn với cái eo dưới chiến bạn ơi. Nay đi xa đầu tư thêm ít xăng nữa mà hy vọng là có được thành quả nhiều nha. Biết đâu bánh mới trúng bánh bày cá to sao.
khai trương phát đầu tiên nha các bạn. Ngay bến cho bằng chua. Nhỏ vô gì? Ăn mắt cái nước. Cũng tuyệt. Ê, bến đầu tiên có cá nha. Có nhớt, có nhớt. Nước chưa? Hả? Nước nước chưa? Phát đầu tiên có nhớt, có nhớt. Lấm 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 lấm. Cây trồng đây. Bán các loại cây giống đây. Bán cây trồng đây. Ê. Ô, cái he không ạ? À? Ê, hai ba con luôn. Đem về nuôi. Em nghe em nghe. Hai phát là có cá hết rồi đó. Bán các loại cây. Có cá bự chạy mấy con luôn. Ủa? Ở đây nè. Nó chạy hết mấy con vô trong bờ. Bị giấc này nước còn hơi trong á, thấy đường nó thấy vỏ mà nè, chạy vô. Trời ơi. Sam. Ô. Nó dính cái nhánh trà với bạn tới không có cá. Ai về một đống luôn. Vậy là mấy cá này trốn nhánh trà. Tích chết ở ngoài dở lên có cá giật mình. Bởi vậy nhiều cá nó sàm không thể nào giải thích được. Kệ nhưng mà sướng. Trời. Xem xàm hoài gì cũng được. Thank you.
Rồi, lắm rồi. Em. Thêm được con bự nữa bạn ơi. Điệt. Hai bè treo hơi gần nữa, hơi khó xử lý. Cái nước chảy mạnh nữa. Coi lý, bánh mới dưới đây ngon. Vậy chứ cũng không im lắm bạn ơi. Chắc cá nó còn lạ bến á, hy vọng dạo sau trúng nha. Nó nói chứ dạo này cũng được lắm. Khai trương dạo đầu tiên cũng tạm ổn bạn ơi. Chắc cũng được ký ngoài cá. Cá không bự nhiều lắm. Cá này cá nuôi nhiều. Một chút nữa. Đợi nào nó đứng nước anh chạy về đem mấy cá nhỏ về thả hầm nuôi chơi. Hơn ký, khoảng này không cá ký nè. Đó nữa. Có dính được con cá rảnh nè. Cái bè đó nãy nó nước nó cạn mình xúc sát đáy nên dính được cá rảnh. Con cá rảnh. Dạo này dính được ba loại cá. Cá rảnh, cá he, he đỏ với lại cá mì dinh. Đây. Bà con ba thứ nè. Nó cũng thuộc họ cá trắng. Đó. Bắt không được luôn á, một tay bắt ba con không được đây, ba con ba thứ. Cái rảnh này dãy nó nhuyễn, nó tròn, còn cái mà dinh này dãy nó to, nó dài hơn. Cái hai đỏ thì nhìn dễ biết nhất, đuôi đỏ chét, ngon lành, ký ngoài cá cũng được. Đó. Mình nghĩ hồi dạo sau sẽ cá nhiều hơn, bị mới cái nước mới lớn rồi, cái nước nãy mới có mấy bè nó còn cạn quá, với lại cá nó chưa có quen bến. Bến mới là thường là vậy đó, một hai dạo quá nó quen bến nên nó cá nó mới gom, còn mấy bè bến cũ là coi như cái chỗ nó ăn nó quen rồi, vớt là lụm. Khai trương nhiêu đây cũng êm rồi, có nhớt là vui rồi, cũng được hai ba giờ cá nhiều. Giấc này tỉnh ngủ rồi đó, chuẩn bị tắm mưa nè bạn. Ông trời lúc này chứ không biết đường, hồi nãy mới nắng chang chang giấc này nè, đang ngầu bầu trời vậy nè, rồi không đem có áo mưa nào theo chân nè. Ở nhà chồng nha. Ở nhà chồng. Sống nhưng mà ngon à. Đây nữa nè, mận nhà chồng nữa nè, chôm chôm nè cũng nhà chồng nữa nè, bánh cam cũng nhà làm nữa nè, mà không nhiều nhà lắm, nhà mà không biết nhà của ai thôi. Rồi. Đây đồ nghề, điện thoại, chân máy, sạc dự phòng, gối, bao tay, chôm chôm rồi. Mở bạn trái cây chơi nha. Trong lúc chờ đợi, làm trái chôm chôm. Đen chơi luôn, sợ vậy, chỗ nào đâu chảy. Đừng chơi mà sợ mưa rơi. Mình là mình chứ sợ không có cá thôi, mưa không sợ. Có mưa bữa thì có sao không? Mở giùm bạn. Làm miếng nước các bạn. Vô nè. Trà đường. Trà nắng này có trà đường là sướng nhất.
Ngon. Hy vọng dạo sau cá nhiều nha. Mình nghĩ là cá nhiều dạo trước đó. Bây giờ mới vừa rồi á. Chắc này nước lớn vô cái màu nước nó hơi ngà nè, im rồi nè. Nãy nó còn trong quá. Khai trương phát đầu tiên chất quất luôn. Giấc này trời trong mây tạnh rồi. Hồi nãy chỉ mưa quá mà hên không mưa. Phải mưa là tắm mưa đã luôn rồi. Giấc này tiếp tục chiến đấu bạn ơi. Hy vọng là dạo này vớt được nhiều cá nha. Một con cá mẹ dắt nguyên đàn con. Có lý. Rồi, sống tới luôn các bạn ơi. Trong đó còn cá linh bạn ơi, cá linh ống bành trướng luôn á. Con cá không hất vô mà hất cái lá lục bình văng vô mới ghê chứ.
chú bạn ơi, nước này cá nhỏ nhỏ không à, nãy giờ vớt toàn là cá cạo chả với cá nuôi không à, chưa thấy cá kho lạc. Nay sáng là đúng cá nhỏ luôn á, biết đâu trong bầy cá nhỏ cũng có con cá bự. Bến này vớt cá nhỏ nhỏ không bạn ơi, lại nước của nay không có cá bự hay sao á. Nhưng mà kệ, có cá là được rồi. Dạo này chắc cũng cỡ dạo nãy à, không có nhiều hơn cỡ đó à, cũng tạm được. Thành quả dạo này chắc được chừng hơn ký nữa bạn ơi, cũng cỡ cỡ dạo trước nè, không nhiều lắm, cá nó liếu ghiếu lai gai vậy nè, nhiều cá nè, không có con nào bự cho được, con này đã đỡ rồi, được con cá linh nè, cá này phải đâm mà xuôi nó cũng lọt lưới mất tiêu rồi, dính thì lụm đi, vô, gom gom biết đâu hên hên rồi, làm kiếm chừng 5-7 con là thấy đủ kho lạc rồi. Chiều giờ lên sông làm hai dạo này chắc 2 ký ngoài cá, chưa đủ tiền xăng đâu. Này phải đợi tối nay với chiều mới được. Nước sụp sụp tối, nước đứng đứng với lại nước tối mới có lời. Chiều giờ mới nhiêu đây chắc như nè, cái gì cũng có 3 ký á, 3 ký cá này nhỏ, 3 ký cá này bán chừng vài chục ngàn à, đủ tiền xăng. Rồi nói chung là bây giờ mình lấy được cái vốn rồi, bây giờ khúc sau là khúc lời nha. Bữa nay thấy nước cũng im quá mà chiều nay vớt không trúng không ăn ơi, hai dạo chừng 3 ký vậy à. Lưa thưa không có cá bự không nữa, nhưng mà biết đâu được tối nay trúng lớn vậy sao. Chắc này nước còn đưa vô ầm 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 luôn. Mùa này hết bằng ăn rồi, có bằng non không à, dưới bông không à. Này có nửa tháng nữa mới có trái. Thấy mấy lần để ý vớt cá bữa nào trúng là lúc đó bằng nhiều lắm, bữa nào thất bằng ít xịt nè. Nhưng mà cá sông nữa hên xui nha bạn. Vớt này nó thất nhưng mà có thể là dạo sau nó sẽ trúng, hoặc tối nay, hoặc nước sáng mai. Trong một đêm thấy trúng một hai con nước vậy đó. Tới nó trúng là đỡ không kịp luôn á, phải thợ dạo mà
kiếm 5-7 kg, 10 kg là thấy là đủ vốn nguyên đêm rồi. Làm miếng chai đường hồi phục lại năng lượng bạn ơi, muốn cạn đè luôn rồi. Ý là nãy múc theo một khuất nước đầy luôn á, vì lúc này ra sông mà nắng không có nước chịu nổi. Mời bạn nha, vô làm miếng chai đường cho nó ấm tình đồng chí. À, ngon, sướng. Làm miếng nữa kìa. À, ngon. Nãy uống lớp trên mặt nó lạc cho chắc này xuống dưới đáy ngọt dưới ta, làm như đường nó tan hay sao á. Rồi đến đây chắc mình cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Ý, nhìn cây hết hồn. Dạo dạo hai phần đầu rồi hẹn bạn ở phần tiếp theo nha. Hy vọng những dạo sau trúng mánh nha. Những dạo sau và những dạo sau nữa trúng mánh. Rồi mời các bạn tiếp tục chờ đợi và đón xem phần tiếp theo của mình trong chuyến hành trình vớt cá bánh mới hôm nay nha. Rồi xin chào ra các bạn. Lấm.